Hello, xin chào anh chị quý vị và các bạn. Video ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị và quý khách hàng một chiếc ASEAN năm 2018 bản đủ số sàn màu bạc với tầm nguồn tiền mà hơn 300 triệu. Cùng với lại chia sẻ cho các bác một chút về kinh nghiệm khi các bác đi mua xe cũ, các bác cần xem những gì và các bác làm như thế nào để mua được một chiếc xe đẹp và ổn định với cái tầm tiền mà mình bỏ ra. Mà các bác thứ nhất là trong quá trình sử dụng các bác sẽ an toàn về cái khuôn giá của mình, cũng như là sẽ không phải sửa chữa trong quá trình mình sử dụng nữa. Và đặc biệt là khi các bác mà nâng đời các bác bán đi nó sẽ không bị lỗ nhiều. Đấy, đấy là những cái thứ mà cực kỳ quan trọng cũng như là thiết yếu khi mà mình đã xác định mua xe cũ. Như em cũng đã chia sẻ với toàn bộ anh chị và quý khách hàng, kể cả trên video hay là trên những buổi live stream, thì những con xe mà kể cả các bác mua, mỗi người có sẽ có một nguồn tài chính riêng, kể cả là xe 100 triệu hay là thậm chí 300 triệu hay 400 triệu thì nó cũng là một cái tài sản rất là lớn, tùy thuộc vào nguồn tài chính của từng người. Vậy nên mà các bác đã xác định mua một chiếc xe cũ đấy, thì là tài chính của mình khẳng định luôn là gần như là 90% là các bác không đủ tiền mua xe mới. Đấy, có một vài bác là xác định mua xe cũ để mà giữ nguồn tài chính để làm việc khác thôi. Cái phần trăm đấy thì rất là nhỏ. Nhưng để mà khi các bác mua những con xe mà với tầm nguồn tiền mà 200, bởi vì nhà em thì cửa hàng hơn 100 nhé. Hơn 100 thì nhà em không có xe, thì em cũng chia sẻ với các bác là hơn 100 thì mình mua xe nó rất là khó. Nhưng với tầm nguồn tiền mà 200 nhé, để mà mua một chiếc xe chất thì nó cũng không phải là khó. Khi các bác mà lựa chọn những mẫu xe, các bác khi mà tầm tiền của mình tầm nào thì là mình lên mua đời tầm đó. Chứ mình đừng mua cố quá đời cao, bởi vì xe nó sẽ có mặt bằng giá chung của nó hết. Khi các bác với có tầm tiền mà loanh quanh 200 thì hoặc là hơn 200, sẽ tư vấn cho các bác lấy một con Vios 2009-10 hoặc là những con i10 2014, 2015. Thậm chí là như hôm vừa rồi em bán một con Civic 2008 thì nguồn tiền nó cũng chỉ có loanh quanh 190-200, nhưng nó phải là hàng cực kỳ đẹp. Nhà em bán tất cả các đầu xe đều bảo hành trên văn bản giấy tờ 1 năm về máy số và đổi trả trong vòng 1 tuần. Thế nên là xe những cái tầm tiền 200 nhà em tuyển kỹ lắm. Đấy. Thì khi các bác mà đi xem xe cũ nhá, các bác lên xem tổng thành xe từ nội thất, khoang máy cho đến gầm bệ một lượt quanh xe trước. Sau đó thì các bác sẽ đi vào xem kỹ tổng thành, xem là từ táp ly này, bốn cái táp ly nó có đẹp đều nhau hay không, nó có đồng đều với cái mặt táp lô hay không. Và từ những cái đường gân trên xe này, những cái đường gân này, con nào nó cũng sẽ có những cái đường gân này. Đây, kể cả từ những cái đường cua lốp này. Đấy, nó phải sắc nét. Chứ nếu mà nó bị dày thì là nó bị sơn và bị bả nhiều, thì là mình phải xem kỹ, xem là nó có bị nặng hay không. Đấy, còn những con xe mà nó nổ hết từ những cái đường sơn sần này, hay là keo chỉ zin hết này. Đây, nhiều bác đến xem này, cứ cấu bóng tay này. Không nhất thiết là phải cấu được các bác nhé. Các bác chỉ cần khép hai tay này cầm như này vuốt. Đấy, nếu mà thấy nó dày, tự dưng nó dày, bốn cánh nhá, nó phải đều nhau. Đấy, không có chuyện là cả áo xe đều bốn cánh dày cả. Thế nên là các bác cứ vuốt mép này cả bốn con thì các bác sẽ thấy được rằng là phần nào nó tự dưng nó dày lên, bởi vì là khi mà chạy chỉ bao giờ nó phải có ma tít. Đấy, nó đã mất chỉ nó sẽ có ma tít. Hoặc là cái đường chỉ của nó khác nhau hoàn toàn. Đấy, đây đường chỉ cả tất cả cánh phải đồng đều như này. Và nó sẽ có chân nhá. Nó sẽ có chân sắc nét như này, chân này, chân rất là sắc nét chứ không phải là tròn tum đâu. Nó sẽ sắc nét cái đường chân này lên, kể cả chân trong và chân ngoài. Đó. Cho đến những cái la răng này, xem nó có bị xước nhiều hay không. Nếu bị xước nhiều là chủ cũ chạy không giữ, hoặc là tay lái kém. Đấy, hay bị bó vỉa. Sau đến phần gầm thì riêng xe nhà em thì các bác yên tâm rằng là các bác cứ chạy thử, sau đó em sẽ cho lên cầu, nhấc cả xe lên để các bác xem gầm nhé. Gầm nó trắng như này. Đấy, nhiều bác đến xem bảo là những cái đường này sẽ bảng matit vào đây, không phải đâu nhá, đây là keo từ nhà sản xuất đấy. Đấy, toàn bộ keo và đường sơn sần từ nhà sản xuất này, đường bambole nó còn thẳng như này. Đấy, và tất cả những cái đường nét này. Đấy, nó rất là mỏng. Đấy, keo chỉ này. Đấy. Rồi xem đồng bộ từ táp ly nó còn sần như này, không bao giờ có chuyện xe taxi dịch vụ mà nó giữ được sần như này, vì cửa mở ra mở vào rất nhiều nó nhẵn hết. Đấy. Và từ những cái má ghế này, xem mà nó có còn bo tròn không, nó còn sắc hay không, hay nó bẹp. Đấy, nó bẹp. Những cái cửa bên phụ này. Còn cái cửa lái thì như em mua xe đấy, như hôm vừa rồi mua một con Vios 2020 là cái ghế lái nó bị bẹp má ngoài. Đấy là do bác chủ mà nó chạy có 4.7 nhé. Đấy là do bác chủ bác ấy béo. Hoặc cái lặng 90 mấy cân thì ngồi hay thường hay bẹp. Thế còn những cái má ngoài này thì là chỉ có chạy nhiều taxi dịch vụ. Đấy, kể cả từ ghế sau.
thì nó mới nhão được. Không thì nó chỉ có ghế lái là người lái là chính thôi. Đây, lốp reo con này rất mới này. Đấy, lốp mới khám dài. Các bác về là chỉ có sẵn đi. Đấy đây, đèn bi, đèn liếc rồi giải led ban ngày. Sau đó các bác xem cái phần máy. Máy nhà em tất cả các đầu xe đều được bảo hành và cam kết. Máy 1 năm. Những con ốc này. Đây. Ốc từ mặt sau này. Đó. Rồi tất cả những cái nỉ trong này, rất là đẹp này. ABS này, hay những cái đường keo này. Rồi là cái sắt xi khung rằng đầu, quan trọng nhất là cái khung sắt xi rằng đầu này. Đấy, xem là nó có bị chấn động hay nó có bị cong vênh không từ những cái rằng đứng. Đấy. Cái con ốc tai này nó zin hết này. Tai zin hết. Cho nên ốc cabo zin hết này. Keo chỉ zin. Đây cả hai bên nhá. Cả hai bên luôn. Đấy, cả hai bên. Mới lại đây, đầu sắt xi đẹp như này. Đầu sắt xi đẹp như này. Đó, máy thì zin đét rồi. 2018. Và pha đèn này. Đấy, cái đèn và bản đủ cái vạch này, cái vạch sần này nó sẽ nằm đây nhá. Bản thiếu cái vạch sần nó sẽ nằm chỗ này. Đó. Từ những cái mép mí này. Lốp thì con này rất là mới rồi. Về các bác là chỉ có sẵn đi thôi. Đấy, những cái đường đây nhìn nghiêng xe này. Những cái đường vân nó nổi lên này. Nó sắc cạnh như này. Đấy, kể cả từ những cái đường cua lốp là cái đường này nếu mà bác nào mà sơn kém mà xe bị va quẹt nó mất luôn cái đường này nhá, nó sẽ tròn tung luôn. Đây cái đường này. Đây, toàn bộ tổng thành xe này nó chất và nó đẹp như thế này. Sau đó thì các bác xem tổng thành từ những cái cột kèo bản lề này. Cái quan trọng nhất là các bác vẫn phải tìm cơ sở mà có bảo hành cam kết trên văn bản giấy tờ, để khi mà mình xem xe mình sơ suất về nhà mình phát hiện ra là mình có thể đổi trả. Đấy, mình có thể đổi trả các bác nhé. Còn này nó vẫn còn hai chìa điện zin. Nó vẫn còn hai chìa điện zin này. Đấy, và nút đèn nội sửa top mới tinh, vành vô lăng nó mới như này. Đấy, mình vô lăng nó mới này. Cả hai bên nhá. Đấy, rồi là tất cả những cái logo nút bấm này, nó nét. Đấy, nó nét như này. Đây. Đấy, độ sần này. Và tổng thành xe thì trần nỉ không một vết bẩn này. Trần nỉ cực đẹp luôn. Đấy. Đấy, con xe này thì đầy đủ hết từ cảm biến lùi cho đến cam lùi các bác nha, cam hành trình có luôn. Một chiếc xe mà với tầm nguồn tiền hơn 300, Hyundai Accent 2018. Số sàn bản đủ, form dáng hình thức thể thao. Các bác mua về vừa chạy gia đình, vừa chạy dịch vụ ổn định. Đấy, và tiết kiệm nhiên liệu cũng như là dòng xe này nó cũng cực kỳ bền. Các bác mua về riêng xe nhà em thì chỉ có đóng thuế ra tên là chạy thôi. Còn nếu các bác có nhu cầu nhờ cửa hàng bao tên chọn gói là các bác chỉ nhận xe là chạy thôi đấy. Còn tất cả dầu mỡ rồi là tổng thành từ lốp dép khám khí, chắc chắn một điều là đều phải còn và đều được dọn dẹp và chi tiết hết. Vậy thì các bác mà đang có nhu cầu về một chiếc xe cũ hay muốn tư vấn bất cứ điều gì về xe ô tô cũ, các bác hãy nhắn tin cho em qua fanpage hoặc là qua Zalo. Đấy, fanpage là Mạnh Dũng Ô tô Thái Nguyên, cùng với lại YouTube là Mạnh Dũng Auto hoặc Mạnh Dũng Ô tô. Và số điện thoại thì em có hai số em để phía dưới video. Sau đây thì em xin phép được kết thúc video. Chúc anh chị và quý khách hàng một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo.